Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cỏ vì chờ đợi video clip mới của chúng tôi. Ngày hôm nay mời các bạn hãy cùng Dynoman quay trở lại với đất nước Mông Cổ. Nhắc đến đất nước này, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh thảo nguyên bát ngát bao la, những chiến mã dũng mãnh tùng vó ngựa gợi nhớ đến quá khứ chinh phục hào hùng của người Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Han cũng như hậu duệ của ông. Tất nhiên là đến Đại Việt thì quay ngựa cho đủ 3 lần nha. Tuy vậy thì có lẽ còn một khía cạnh khác vô cùng đặc biệt về Mông Cổ mà không nhiều người biết đến. Mông Cổ chính là một trong những kho tàng hóa thạch khủng long phong phú nhất tại châu Á, với gần 100 loài khủng long riêng biệt đã được xác định và mô tả, chỉ kém Trung Quốc ở châu Á và cũng thuộc hàng top trên thế giới không cần phải bàn cãi. Chính vì thế, không chỉ Coviraptor và Natovinator, có lẽ chúng ta sẽ cần phải đến với Mông Cổ nhiều hơn nữa để tìm hiểu về các loài khủng long. Và không để nhiều fan của các loài khủng long châu Á chờ thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Tarbosaurus Bata, loài khủng long được mệnh danh là bạo chúa của châu Á, bản sao của T-Rex. Dù thỏa đáng hay không thỏa đáng thì những biệt danh này cũng có những ngụ ý nhất định. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Đầu thế kỷ 20, vùng đất Mông Cổ vừa mới giành được độc lập từ tay nhà Thanh của Trung Quốc và còn đang vướng vào những tranh chấp về chính trị, có lẽ không phải là điểm đến hấp dẫn của các nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực cổ sinh. Nhưng đó không phải là suy nghĩ của những nhà thám hiểm có máu liều siêu hạng như Roy Chapman Andrews. Trong giai đoạn 1922 đến năm 1928, nhà thám hiểm này cùng các cộng sự đã thực hiện nhiều chuyến thám hiểm sâu vào nội địa Mông Cổ và có nhiều phát hiện cổ sinh quan trọng trong những chuyến đi như vậy, chẳng hạn như ổ trứng khủng long đầu tiên, khủng long Oviraptor, khủng long Protoceratops. Thành công của Roy Chapman Andrews đã làm thay đổi quan niệm của giới cổ sinh đối với tiềm năng của vùng đất Mông Cổ, và người Liên Xô với những gắn bó về chính trị và kinh tế giữa đất nước họ và Mông Cổ trở thành những nhà cổ sinh tiếp theo dấn thân vào vùng đất này để tìm kiếm hóa thạch khủng long. Vào năm 1946, những nỗ lực thám hiểm của người Liên Xô đã tìm thấy hộp sọ và đốt sống của một loài khủng long theropod cỡ lớn, có thể nói là lớn nhất được tìm thấy ở châu Á cho đến lúc bấy giờ. Phải đến năm 1955 thì các nhà cổ sinh vật học mới hoàn thành nghiên cứu và mô tả mẫu vật này, nhận thấy có sự tương đồng giữa chúng và hóa thạch của T-Rex tại Bắc Mỹ. Nhà cổ sinh vật học Liên Xô Yevgeny Malev đã quyết định đây là một loài mới của chỉ Tyrannosaurus, đồng thời lấy chữ Bata có nghĩa là anh hùng trong tiếng Mông Cổ để đặt tên loài. Do vậy, chúng ta có danh pháp khoa học đầu tiên của nó là Tyrannosaurus Bata. Chưa hết, Malev còn mô tả và định danh thêm 3 mẫu vật hộp sọ khủng long ăn thịt khác nhỏ hơn. Mẫu vật lớn nhất được Malev xác định là một chi mới hoàn toàn, đặt danh pháp khoa học là Tarbosaurus Ephraimovi. Trong đó, tên chi Tarbosaurus có gốc từ Hy Lạp, dịch ra có nghĩa là thần lằn kinh khủng. Còn tên loài Ephraimovi dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học kiêm tác giả truyện khoa học viễn tưởng người Liên Xô, Ivan Yefremov. Hai mẫu vật còn lại vốn nhỏ hơn được gắn vào chi Gorgosaurus và đặt danh pháp lần lượt là Gorgosaurus lancinator và Gorgosaurus novochilovi. Tuy nhiên, với những nghi ngờ rằng tất cả những mẫu vật này đều thuộc cùng một loài, chúng trải qua một lịch sử điều chỉnh tên gọi tương đối rối rắm và phức tạp, trong đó sự kết hợp mới Tarbosaurus bata ra đời vào năm 1965 theo đề xuất của nhà cổ sinh vật học Anatoly Konstantinovich Rozdestvensky. Cuối cùng thì cộng đồng cổ sinh vật học chấp nhận giả thuyết một loài duy nhất. Tuy nhiên, trong khi người Mỹ nghiêng về khả năng đây là một loài riêng của chi Tyrannosaurus ở châu Á, thì người Liên Xô và Mông Cổ lại giữ quan điểm đây là một chi hoàn toàn tách biệt, dù có họ hàng rất gần với Tyrannosaurus, đó là Tarbosaurus. Trong số các tên loài chỉ có Bata được giữ lại, và do đó tại có danh pháp của loài khủng long này hoặc là Tarbosaurus Bata hoặc là Tyrannosaurus Bata. Nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong việc định danh Tarbosaurus có thể các bạn cũng đã biết, chính là sự giống nhau đến bất ngờ giữa Tarbosaurus và người họ hàng của nó ở Bắc Mỹ là Tyrannosaurus. Cho đến nay, người ta vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc đây là hai loài của cùng một chi hay là những chi khác nhau và có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau. Tuy nhiên, tôi sẽ nghiêng về hướng đây là một chi khác hơn và sẽ sử dụng danh pháp Tarbosaurus cho đến hết phần còn lại của video này. Cho đến nay, người ta đã thu thập được nhiều mẫu vật có mức độ bảo quản và độ nguyên vẹn tương đối tốt của Tarbosaurus với số lượng tổng cộng khoảng 30, trong đó có 15 hộp sọ. Điều này giúp cho việc nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu học, hành vi và lối sống của Tarbosaurus trở nên khá thuận lợi. Mặt khác thì sự phổ biến của hóa thạch Tarbosaurus cũng là sự ngụ ý rằng giống khủng long này đã từng có những ngày tháng huy hoàng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn trong thời đại của nó. Vậy thì xét cho cùng, giữa Tarbosaurus và Tyrannosaurus có đặc điểm gì giống và khác để người ta gọi Tarbosaurus là T-Rex phiên bản châu Á? Nếu chỉ là một người bình thường nhìn vào bộ xương của cả hai, có lẽ 99,9% chúng ta sẽ khó mà chỉ ra được điểm khác biệt. Về mặt kích thước thì cá thể Tarbosaurus lớn nhất được tìm thấy cho đến lúc này nhỏ hơn cá thể Tyrannosaurus lớn nhất, chiều dài khoảng 12m so với 14m.
Dù vậy, sự chênh lệch chưa phải quá nhiều, đồng thời vẫn có khả năng những cá thể lớn nhất của cả hai chi khủng long này chưa được tìm thấy trong dữ liệu hóa thạch. Những điểm phân biệt lớn nhất có lẽ sẽ đến từ hộp sọ. Hộp sọ của Chacmosaurus về cơ bản hẹp hơn hộp sọ của Tyrannosaurus, vì thế phần mắt của chúng cũng nằm lệch về hai bên hơn, trong khi ở Tyrannosaurus, mắt của chúng được đặt ở vị trí giúp chúng có thể nhìn bằng hai mắt cùng lúc. Do đó, các nhà cổ sinh vật học đánh giá rằng, trong khi T-Rex mạnh về thị lực hơn, thì Chacmosaurus phải dựa nhiều vào khả năng đánh hơi của mình để săn mồi. Số lượng răng trên hộp sọ của Chacmosaurus nhiều hơn của Tyrannosaurus, 64 so với khoảng 55. Phần hàm của Chacmosaurus cũng được đánh giá là cứng và kém linh hoạt hơn Tyrannosaurus. Lực cắn và cơ chế phân bổ lực lên các phần khác nhau của hộp sọ cũng có sự khác biệt nhất định. Chacmosaurus được cho là có lực cắn kém hơn Tyrannosaurus khoảng 8.000 đến 10.000 psi so với 13.000 psi. Trong khi với mỗi cú cắn của Tyrannosaurus, áp lực sẽ được truyền từ hàm trên cho đến các xương mũi hợp nhất rồi mới truyền đến xương tuyến lệ, có phần giảm áp lực lên mắt. Thì ở Chacmosaurus, áp lực sẽ truyền từ hàm trên đến xương tuyến lệ theo cách trực tiếp hơn, do đó lực cắn của Chacmosaurus cũng không thể lớn bằng Tyrannosaurus, đó cũng là điều dễ hiểu. Để lý giải cho sự khác biệt này thì các nhà cổ sinh vật học cho rằng nguyên nhân là do hai chi khủng long này phải săn những con mồi khác nhau. Trong khi con mồi của Tyrannosaurus là những con khủng long mặt sừng mực lưỡng, có hộp sọ dày, diêm xương bảo vệ phần cổ và những cái sừng lợi hại để tự vệ như Triceratops hay Torosaurus, thì con mồi của Chacmosaurus thiên về những loài khủng long mỏ vịt như Saurolophus hay khủng long cổ dài như Nemectosaurus. Chính vì thế chúng phát triển những chiến thuật săn mồi khác nhau, dẫn đến những đặc điểm tiến hóa thích nghi khác nhau, đặc biệt là ở hộp sọ. Nếu xét về sức mạnh đơn thuần thì Chacmosaurus có phần thua kém so với Tyrannosaurus, ít nhất là với những gì chúng ta biết cho đến lúc này. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ để Chacmosaurus giữ vị trí kẻ săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của mình. Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy bằng chứng về dấu răng của Chacmosaurus trên những con khủng long như Saurolophus hay Deinocheirus. Đồng thời, một nghiên cứu năm 2020 dựa trên đồng vị răng của Chacmosaurus đã chứng minh rằng con mồi của Chacmosaurus chủ yếu là những loài khủng long cổ dài thuộc nhóm Titanosauria và khủng long mỏ vì sống cùng khu vực với nó. Mặt khác thì Chacmosaurus trưởng thành không có địch thủ cạnh tranh có kích cỡ tương đương trong khu vực. Sự cạnh tranh lớn nhất có lẽ chỉ đến khi chúng chưa trưởng thành và những con Chacmosaurus còn non phải chịu sự cạnh tranh con mồi gay gắt từ những con theropod cỡ nhỏ như Alioramus hay Borogovia Tuchisaurus. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sống sót đến tuổi trưởng thành của chúng. Đến đây thì bạn có thể cho rằng việc giống và được so sánh với khủng long bảo chúa là một điều đáng tự hào với Chacmosaurus cũng như đất nước nơi tìm thấy nó là Mông Cổ và Trung Quốc. Nhưng không, hóa ra đó chỉ là sự khởi đầu của thảm họa. Chính vì quá giống T-Rex nhưng lại dễ kiếm hơn do khả năng quản lý và bảo vệ chưa tốt của chính phủ các nước này, Chacmosaurus bỗng trở thành món hàng béo bở cho những tay buôn lậu hóa thạch và món hời yêu thích cho những nhà sưu tầm hóa thạch khủng long. Cần biết rằng ở Mỹ luật pháp về việc khai quật và sở hữu hóa thạch tương đối chặt chẽ, nên để sở hữu một bộ xương của loài khủng long hàng top như T-Rex là rất khó khăn và tốn kém. Chính vì thế, Chacmosaurus được xem như một sản phẩm thay thế tiềm năng. Chính phủ Mông Cổ và cả Trung Quốc, nơi cũng tìm thấy hóa thạch của Chacmosaurus, hoàn toàn nghiêm cấm việc buôn bán hóa thạch khủng long và khẳng định mọi mẫu vật được thu thập phải giao cho các viện cổ sinh để nghiên cứu. Tuy nhiên, địa bàn rộng lớn cùng sự thiếu thốn của các lực lượng bảo vệ khiến cho tình trạng buôn lậu hóa thạch khủng long, trong đó có Chacmosaurus, vẫn diễn ra khá rầm rộ. Một trong những mất mát lớn nhất đối với Chacmosaurus diễn ra vào đầu thập niên 1990, khi một đoàn thám hiểm cổ sinh quốc tế gồm các nhà khoa học Ý, Pháp và Mông Cổ tìm thấy một bộ xương Chacmosaurus hiếm gặp, có cả những mảng da hóa thạch còn sót lại sau hàng chục triệu năm. Vì thiếu thốn phương tiện để khai quật một bộ xương lớn như vậy, đoàn đã đánh dấu vị trí và dự định quay trở lại sau đó vài năm. Nhưng khi trở lại thì họ nhận ra bộ xương đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì và nhiều khả năng nó đã bị những kẻ săn trộm hóa thạch đào lên mất. Không ngạc nhiên khi đích đến của nhiều mẫu vật Chacmosaurus chính là Mỹ. Trong một vụ việc nổi tiếng vào năm 2007, hai diễn viên hàng sao tại Hollywood là Nicolas Cage và Leonardo DiCaprio đã đấu giá tranh nhau một chiếc hộp sọ Chacmosaurus và cuối cùng thì Cage thắng với số tiền bỏ ra là 276.000 đô la. Tuy nhiên, đó chắc chắn là một hóa thạch bị buôn lậu. Và đến tháng 7 năm 2014 thì giới chức Mỹ đã liên hệ với diễn viên để thông báo về nguồn gốc của chiếc hộp sọ. Cuối cùng thì Cage đã quyết định hành xử đẹp bằng cách trao trả chiếc hộp sọ cho Mông Cổ vào năm 2015. Nhiều mẫu vật khác cũng được chính phủ Mỹ thu thập và giao lại cho quốc gia châu Á trong một sự kiện mới diễn ra cách đây chưa lâu. Đó có thể là một cái kết đẹp, nhưng không có gì đảm bảo rằng tình trạng buôn lậu sẽ không tiếp diễn trong tương lai. Hy vọng rằng chính phủ Mông Cổ cùng cộng đồng khoa học quốc tế sẽ tìm ra cách để bảo vệ những bảo vật như hóa thạch Chacmosaurus trước sự tham lam của những kẻ buôn lậu. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên đăng ký và theo dõi để nhận thông báo về các video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.